Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của anh em Đa Minh tại Houston, chương trình của Trung tâm Mục vụ Đa Minh. Tôi là Linh Mục Phê Rô Phạm Duy Khánh và ngày hôm nay chúng tôi lại gặp lại quý vị trong chương trình để chúng ta càng đang tìm hiểu về những cái yếu tố nó liên quan đến sự phục sinh của Chúa chúng ta. Nhưng mà trước khi đi tìm hiểu về chính sự phục sinh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón Cha Du Xe Trần Trung Liêm và ngày hôm nay ngài sẽ đến với chúng ta với những cái thông tin về dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới. Kính chào quý khán thính giả của Trung tâm Mục vụ Đa Minh của anh em Đa Minh ở Houston nơi đây. À, kính thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay chúng ta thấy cái con số có tăng lên nhưng mà một vài nơi những nơi quan trọng thì con số nó không có, có có phát triển nó dừng lại đây cũng là một cái thông tin rất là may lành bởi vì chúng ta thấy có lẽ cái cơn dịch bệnh nó đã đến cái đỉnh cao của nó và bắt đầu nó sẽ đi xuống à, như chúng ta thấy ở trên toàn thế giới thì hiện tại là đã có 2 triệu 218 trường hợp nhiễm bệnh cả coronavirus và đã có tất cả những người chết đó là 151 ngàn, gần 152 ngàn người đã qua đời. Mới 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì có thêm 6.495 trường hợp đã qua đời tử vong và nước Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về con số người bị nhiễm coronavirus đó là gần 700.000 người và người qua đời cho tới hôm nay là đã là 35.944 người. À, và nước Tây Ban Nha là cái nước bắt đầu trổi lên, à, ngay sau Mỹ là nước thứ hai à, đã có nhiều người bị đó là 188.000 và kế tiếp đó là nước Ý 173 72 người. Nhưng mà ngày hôm qua chúng ta có một cái thông tin mới là chúng ta đã nghe họp báo của tổng thống Trump cũng như cái nhóm những y bác sĩ của của tổng thống đã trình bày cho chúng ta có thể những ngày rất là gần đây nước Mỹ sẽ mở cửa lại tức là các À, công việc buôn bán thương mại sẽ được mở cửa trở lại đương nhiên có lẽ trường học vẫn chưa có được mở ngay lập tức nhưng mà sẽ có nhiều cái giai đoạn để cho toàn um, quốc gia sẽ trở lại sinh hoạt bình thường và những việc buôn bán thương mại sẽ trở lại bình thường và tiểu bang Texas của chúng ta nơi đây có lẽ sẽ là một trong những tiểu bang đầu tiên mở cửa ra cho những thông cho những thương mại và những công việc hàng ngày của um, của tiểu bang kính thưa quý vị, bên cạnh những cái số liệu mà cập nhật mà cha Trần Trung Liêm đã thưa với chúng ta trong những ngày vừa qua, vào ngày chiều ngày thứ ba ngày 14 tháng 4 vừa qua, trong một cuộc họp báo tại Roma thì người ta đã thống kê được là có cả thảy 110 linh mục đã qua đời và số linh mục này thì bao gồm rất là nhiều lứa tuổi khác nhau và chúng ta được biết rằng là trong các cái đất nước bị dịch coronavirus tàn phá thì nước Ý là một trong những nước bị thiệt hại nặng nề nhất. Trong số hơn 22.700 người đã qua đời thì như chúng tôi đã thưa có 110 linh mục đã qua đời. Và trong số những người linh mục đó thì người ta đọc thấy những cái yếu tố hay là những cái phẩm chất của những người đã nằm xuống đó là các ngài là những con người rất là bình dân đã sống hòa đồng gần gũi với những người giáo dân các ngài là những con người mà mang tính cách truyền thống bám trụ lấy những cái tinh thần của giáo hội công giáo của chúng ta các ngài cũng là những con người rất là trung thành với ơn gọi không bao giờ đầu hàng hay là không bao giờ gọi là lìa xa những cái đòi hỏi của ơn gọi linh mục và hơn hết các ngài là những con người rất là khiêm tốn và gắn bó với cả cộng đoàn và uh, trong ngày hôm nay chúng tôi cũng mời gọi quý vị chúng ta trong khi đọc kinh chúng ta cũng đọc kinh cho các linh mục những tu sĩ nam nữ và cả giám mục nữa những người đã qua đời trong cơn dịch bệnh này và trở lại với cả cái chủ đề ngày hôm nay kính thưa quý vị ngày hôm nay chúng tôi không có cái tham vọng có thể đào sâu tất cả mọi khía cạnh về cái chết và cuộc tử nạn uh, gọi là vào phục sinh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra và cùng với cả quý vị trả lời trong ngày hôm nay. Đó là sự kiện phục sinh của Đức Giêsu Kitô có đáng tin hay không và căn cứ vào đâu chúng ta xác định đây cái sự kiện phục sinh đó là chuyện có thật chứ không phải là giả dối đầu tiên chúng ta cùng trở lại với cả cha Trần Trung Liêm kính thưa cha là trong tất cả những cái tin mừng và trong các lá thư của các thánh tông đồ đặc biệt là thánh uh, Phaolô tông đồ chúng ta đọc thấy được rất nhiều những cái trình thuật về phục sinh của Chúa vậy thì trong số những cái trình thuật như vậy nếu có phải đưa ra một cái sự tóm gọn nào đó thì cha có thể tóm tắt và uh, gọi là phân chia như thế nào thưa cha. Yeah. Người thưa ừ. cảm ơn cha ừ. Phêrô, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Chúng ta biết được việc Đức Giêsu Kitô phục sinh Ngài sống lại từ cõi chết được ghi lại trong cả bốn tin mừng, chúng là chúng ta có bốn tin mừng, tin mừng thứ nhất lãm, tức là Matthew, Marco, Luca và tin mừng thứ tư là tin mừng Thánh Gioan. Chúng ta đều thấy có ghi lại việc Đức Giêsu Kitô đã um, sống lại như thế nào thì họ không có viết rõ ra bởi vì không có ai có mặt ở cái thời điểm mà Đức Giêsu Kitô sống lại hay là ngài phục sinh làm sao nên không có ai ghi lại điều đó. Nhưng mà một điểm đặc biệt nữa chúng ta thấy Thánh Phaolô, Thánh Phaolô là không phải là một trong 12 tông đồ, cũng không phải là những môn đồ đầu tiên của Đức Giêsu Kitô. Trước hết ngài là người đã đi bách hại đạo, ừ. nhưng mà ngài đã được ơn trở lại trên đường đi bách hại dân Chúa và ngài đã um, có cái cảm nghiệm đó. Nhưng mà ngài ghi lại trong lá thư thứ nhất của ngài gửi tới nữ thành Corinto đó thư cho Khánh. Yeah. Và trong chương thứ 15 ừ. ngài kể lại cái cái việc đó nhưng mà ngài nói như thế này. Um, tôi truyền lại cho anh em điều mà tôi đã nhận được, đã nhận được tức là có người khác đã nói cho ngài thì ngài kể lại tất cả những cái việc đó rồi đức giê kitô sống lại à, và đây cũng là cái tin mừng mà ngài đưa đến cho cho những người dân hay là những người mà ngài tiếp xúc với khi lát khi, khi mà chúng ta tới phần cuối thì chúng ta sẽ nhắc đến cái lá thư đó nhiều hơn nhưng mà chúng ta thấy ở trong cả bốn tin mừng thì chúng ta thấy có những cái chi tiết mà nó đều đầm, xuất hiện ở trong cả bốn tin mừng nhau. giống ừ. nhau. Ừ. Tức là cái thời gian ừ. đó là ngày thứ nhất trong, trong tuần. tuần, tức là sau cái ngày sa-bát, ừ. ngày sinh nhất trong tuần và trời sáng sớm. Ừ. Đó là cái chi tiết đầu tiên chúng ta thấy ừ. rất là giống nhau. Rồi những ai ra viếng mộ trước hết, đó là một nhóm nhóm những ừ. người phụ nữ. Ừ. À, phụ nữ thì đặc biệt là Maria Magdalena ừ. là đều có ở trong bốn ừ. tin mừng. À và có một người Maria khác. Rồi sau đó chúng ta thấy như tin mừng ừ. của thánh Luca thì thêm um, mẹ của Giacobe ừ. và bà Salome nữa, ví ừ. dụ như vậy thì chúng ta thấy là một có một nhóm người phụ nữ ừ. đã ra viếng mộ Chúa trước, ừ. rồi ừ. mục đích của họ làm sao? thì có có thánh ký như là thánh Marco và thánh Luca thì nói là họ ra ngoài đó với mục đích là đem dầu thơm ra để sức xác yes. uh, của ừ. Chúa. Ừ còn Matthew và Joan thì chỉ nói là các bà ra viếng mộ mà thôi. Rồi cái chi tiết thứ ba nữa là chúng ta thấy có một cái phiến đá rất lớn. Chúng ta biết là kết thúc bài thương khó thì chúng ta thấy đã được cái phiến đá đó được các môn đồ của Đức Giêsu Kitô, ông Giuse Ammonia với Nicodeme mấy cái ông nó có thể là các tông đồ cũng tham gia vào cái việc đó. Nhưng đây là những người chính. Họ đã lăn họ chặn cái cửa mộ lại rồi. Nhưng mà như vậy đó là khi các bà ra thì có những bà thắc mắc không biết bây giờ mình làm sao mình vào được đó ừ, bởi vì nếu, cái tảng đá nó tơ. quá lớn. À, nhưng mà khi đã tới nơi thì đã thấy tảng đá nó lăn ra rồi. Đó là các tin mừng à, Marco, Gioan à, ừ. và, và 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 Luca. Nhưng mà riêng tin mừng của Thánh Matthew đó thì các bà ra thì các bà tới đó thì động đất rồi các thứ rồi thương thần xuống rồi họ lăn cái tảng đá ra thì đó là cái chi tiết nó hơi khác nhưng mà chúng ta biết tới nơi thì cái tảng đá đã lăn lăn ra khỏi mộ vâng kính thưa quý vị trở lại với cả cái điều mà cha liêm đã trình bày là cha đề cập đến uh, lá thư uh, thứ nhất uh, gửi Corinto chương 15 của thánh phaolô trước khi mà Cha ấy đã đề cập về các, gọi là các sách tinh mừng để chúng tôi có thể dịp trình bày cho quý vị để quý vị có thể hiểu rõ hơn, đó là những cái văn phẩm Kitô giáo đầu tiên viết cho các tín hữu không phải là các sách tinh mừng mà là các cái lá thư của Thánh Phaolô tông đồ mà cụ thể đó là thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto và ngay trong cái giai đoạn đó khoảng cỡ năm thời thập niên sau 50 60 phẩm đúng là 52 hai năm hai dạ, 52 ừ. gì đó thì uh, Thánh Phaolô đã viết những lá thư đầu tiên đó và các sách tin mừng được viết ra sau cái thời uh, mà Thánh Phaolô đã viết lá thư mục vụ ừ và có thể nếu mà ừ. chúng ta nhìn lại lịch sử giáo hội giống như là cái câu chuyện của gia đình ừ. chúng ta chúng ta sẽ thấy như thế ừ. là ngay cái thời đầu bởi vì các môn đồ của đức giêsu kitô không có nhiều người học không ừ. có ai à biết viết không có nhiều người ừ. biết viết có một số người biết viết thì họ à, ghi lại bắt đầu ừ. họ ghi lại câu ừ. chuyện của các tông đồ kể lại thôi ừ. À, nhưng mà không có thành văn ngay từ lúc đó. với cả ngay lúc đầu thì cũng chẳng thấy, cho thấy rằng là cứ có nhu cầu, nhu cầu nữa, nhu không cầu viết không đúng cần. Đúng rồi, như nhưng mà bây giờ tới thời các các tông đồ bắt đầu lớn tuổi rồi, các ngài mới nghĩ rằng là bây giờ mình sắp sửa là về với Chúa rồi Vậy thì những cái điều mà chúng ta tin này ấy, thì làm sao để có thể truyền tải cho thế hệ mai sau Và vì thế những cái văn kiện hay là những cái văn phẩm Kitô tô giáo đã xuất hiện Vì thế chúng ta đã có những cái cuốn tin mừng Và dựa trên những cái lời mà gọi là bình luận của cha Trần Trung Liêm Chúng ta thấy rằng là những cái văn phẩm đó, những cái lời chứng đó là được chứng thực bởi những con người đi theo Đức Giêsu Kitô hoặc là bởi những người đã được các môn đệ của Đức Kitô nói trực tiếp ví dụ như là ông Marco này tác giả Luca này đó là những người môn đệ của những người môn đệ Đức Giêsu Kitô cho nên là các ngài nghe rõ ràng rồi những cái tên nó rất là thấy rằng là nó giống nhau ví dụ như là bà Maria Magdala chẳng hạn và một bà Maria khác rồi bà Salome rồi gì đấy đó thì nó rất là trùng khớp giữa các cái nguồn khác nhau bây giờ chúng ta sẽ đi vào uh, chi tiết một vài cái chi tiết thôi chúng tôi như đã thưa chúng tôi không có dám là đi chọn gói hết nhưng mà chúng tôi chỉ đi một vài chi tiết để lưu ý với cả, cả quý khán thính giả về những điều mà chúng tôi đang cố gắng biện giải trong ngày hôm nay Vậy thì... nhưng mà nếu mà nói về những cái nguồn của kinh thánh ừ. những nguồn mà trong giáo hội thì chúng ta thấy là như thế bên ngoài cái nguồn của kinh thánh thì cũng có một nguồn khác đặc biệt uh, của josephus. Uh, josephus khi mà ông ấy đề cập tới cái sự nhóm dạc. người kia hữu ừ. sử gia người ừ. do thái nhưng mà ừ. ông ấy làm việc cho người ừ. người uh, người roma ừ. thì ông ấy trình thuật lại cái nhóm người này cái nhóm người được gọi là các Kitô hữu đó ừ. thì họ theo một cái người mà đã chết rồi đã bị giết ừ. chết nhưng mà đối với những người này họ vẫn tin là ông ta đang sống ừ. thì đó là một cái chứng cứ bên ngoài ừ. à, kinh thánh của giáo hội chúng ta ừ. nhưng mà đấy chúng ta thấy trong kinh thánh có những điều như vậy ừ. và khi nãy cha phêrô có có đề cập tới cái văn à, cái thư thứ nhất của thánh ừ. phaolô tông đồ của tướng nước thành corinto thì thư này chúng ta biết là các tác phẩm tin mừng bốn tin mừng đó là viết sớm nhất là năm 69, 69, tức là trước ừ. Thánh Marco có thể khoảng thời ừ. gian đó Hoặc là ngay sau cái biến cố năm 70 xảy ừ. ra Còn các thư của Thánh Phaolô là rất sớm ừ. Thư thứ nhất của Ngài gửi tới Nữ Thành à, Thessalonica ừ. là thư sớm nhất Rồi ừ. sau đó những cái thư khác, thư 1 Corinto có lẽ là năm 49 cho đến năm 52 Quãng ừ. thời gian đó, như vậy là trước các tác phẩm tin mừng ừ mà ngài không phải là môn đồ của Đức Giêsu su Kitô, đây là những điều ngài nhận được từ truyền thống, từ các tông đồ rồi từ những người gần lân cận với Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta thấy những điều này là những điều hết sức là đáng đáng tin. À, vậy thì giờ đi vào những cái bản văn thưa cha, cha có cái bình luận nào về các bản văn không thưa cha? À. Ừ. Thì, thì chúng ta biết được uh, nếu mà chúng ta nhìn lại các bản văn thì chúng ta ừ. sẽ thấy như thế này là khi mà các ngài trình bày đó ừ. thì các ngài trình bày những cái gì mà các ngài biết hoặc ừ. là những cái gì các ngài không biết ừ. ngài để như Thí dụ như chúng ta ra chúng ta biết là cả bốn tin mừng đều nói tới ừ. một cái điều đó là các ngài các các môn đồ ra các bà ra rồi sau đó các tông đồ ừ. cũng ra là họ thấy cái gì không thấy, không, thấy không thấy gì hết, không thấy gì hết, là cái mồ trống, ừ. cái mồ hoàn toàn trống. ở trong đó các khăn liệm vẫn ừ. còn. trong tin mừng của thánh Gioan thì nói là gấp lại kỹ lưỡng Đúng để rồi. ở trên đó, không có phải ừ. như là vội vã nhưng mà có người nào đó đã ừ. chuẩn bị. À, thì đó đó là cái cái điểm đặc biệt là khi vào thì tất cả ừ. là không còn gì cả. Chú, thi thể của Đức Giêsu Kitô không còn trong mộ. Yeah. như vậy, cái có thể chúng ta nói cái cái chứng từ đầu tiên hay là cái cái lý do mà người ta có thể vịn vào để tin là Chúa đã sống lại đó là cái mổ trống nhưng mà ngược lại đó cũng có người nghĩ à, giải thích cách khác bởi vì nó trống thì có thể là Chúa Giêsu đã sống lại có người tin như vậy cũng có thể có những người nghĩ là có ai đó lấy đến sát đi. lấy xác đi thì cái việc lấy xác Chúa không phải là những người ngoài à, nghĩ ừ. như vậy mà thôi ngay cả các môn đồ cũng nghĩ như vậy đặc biệt là bà Maria Madala à, trong tin mừng của Thánh Gioan thuật lại bà là cái người duy nhất ở trong tin mừng của ừ. Thánh Gioan thuật là đi ra ngoài mộ để viếng xác Chúa hay là để viếng mộ thôi. Thì bà ra thì bà thấy mộ đã mở toang và mộ trống thì bà về bà nói với các tông đồ ông Phêrô và người môn Độ được Chúa Giêsu Kitô thương mến là người ta đã lấy, lấy mất xác ừ. của thầy đi đâu rồi và chúng tôi không biết người ta để ở đâu bà dùng cái chữ chứng tôi ừ. như vậy là phải có một vài bà khác ừ. nữa đi theo bà maria ừ. Magdalena. nhưng mà Thánh Gioan chỉ nhắc đến bà thôi rồi sau đó Phêrô và Gioan chạy ra rồi bà lại ra thêm lần nữa lần thứ hai thì bà gặp chúa ừ. bà nghĩ người gác vườn gặp đấy hả? rồi bà lại gặp lại thêm bà lại lặp lại một lần nữa như vậy bà gặp những um, các thiên thần ở đó những thanh niên ở đó thì bà hỏi các ông có lấy xác của chúa tôi đi đâu hay là các ông ừ. có biết ai lấy hay không để mà các ông nói tôi đến tôi kiếm rồi bà gặp chúa Giêsu ở ngoài vườn bà cũng không biết là ừ. chúa Giêsu bà hỏi thế ông có lấy xác của thầy tôi đi đâu hay không tức là những cái đây là cái thắc mắc của, các tông đặc biệt là bà Maria Madala và các tông đồ thời xưa cũng cũng có cái thắc mắc như vậy Như vậy đó, cái việc mà mồ trống không nói ừ. lên cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô thực sự đã sống lại. lại. Nhưng mà những những cái lần hiện ra sau này thì lại minh chứng cho cái điều đó. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta lần giờ lại những cái bài đọc ở trong chính ngày lễ Phục sinh thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các trình thuật đều tường thuật về cái ngôi mộ trống và hầu hết ở trong đó chúng ta đều nhìn thấy rằng là các môn đệ và ngay cả bà maria magdala khi mà bà chạy ra mộ thì cái mục đích của các bà ấy không phải là để tìm chúa phục sinh nhưng cái mục đích của họ là khám phá ra thứ nhất là các bà ra ngoài mộ là để ướp xác rồi để thăm mộ viếng mộ thôi còn các môn đệ như là ông Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu yêu dấu khi mà họ chạy ra mộ thì họ gặp cái mộ trống. Cái mục đích của họ là bởi vì họ nghe cái cái hung tin mà bà Maria Magdala bà mới về bắt thuật lại nên là họ hoảng quá. Họ cái mục đích họ chạy ra là để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đó. Thế nhưng khi mà họ ra họ nhìn thấy mộ trống thì như lời của tim mừng Gioan Nói về người môn đệ Chúa Giê-xu yêu dấu là ông đã thấy và ông tin. Và cái sự thấy và tin đó lại được minh chứng ở trong những cái lần Chúa Giê-xu hiện ra một cách cụ thể như là Chúa nhật vừa rồi chúng ta như là mấy hôm trước chúng ta uh, được nghe Chúa Giê-xu hiện ra uh, với hai môn đệ trên đường Emmaus như là cái việc mà chúng ta được nghe Chúa Giê-xu hiện ra một cách uh, gọi là cụ thể với bà Maria Magdala chẳng hạn, đấy là với những cá nhân cụ thể. Còn ngoài ra thì Chúa Giêsu cũng có nhiều lần hiện một số lần nữa hiện ra với các môn đệ như là trong trình thuật của ông Thomas Thomas đấy. Phúc cho ai không thấy mà tin đấy thì thấy là Chúa Giêsu đã hiện ra với cả một cái nhóm môn đệ và lúc bấy giờ, lúc bấy giờ nhé, các môn đệ mới tin rằng thầy của họ chúa của họ đã sống lại từ cõi chết chứ còn không phải rằng là họ họ trong đầu của họ nó hình dung ra ngay giờ ngay lúc đầu. Vậy thì, kính thưa cha, trở lại cái chuyện mà gọi, trình thuật những cái trình thuật vừa rồi, quả thực rằng là cái biến cố phục sinh của Đức Kitô nó cũng mang lại một cái niềm tin dành cho các môn đệ nhưng mà không phải là dễ tin phóng thưa cha? Đúng đúng. Thì ừ. chúng ta thấy ngay trong tin mừng của Thánh Luca ghi lại ừ. là các bà về thuật lại cho các tông đồ ừ. thì ông Phêrô cũng hồ ừ. nghi. Các tông đồ cũng không có ừ. không có tin là cái chuyện đó và họ nghĩ là cái chuyện tầm xào ừ. Nhưng mà ông Phêrô cũng chạy ra một ừ. à, đấy là cái điểm đặc biệt. Nhưng mà đấy đã nghe cái điều đó có nhiều người à, các phụ nữ ra à, và nói cho các ông, các ông ừ. cũng không tin. Rồi nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt ở trong tin mừng của Thánh Gioan thuật lại đó là ông Phêrô và môn đồ được Chúa Giêsu Kitô thương mến chạy ra mộ. À, ông trẻ kia thì chạy ra trước, ừ. tới trước nhưng mà ông không có vào. Đến Thánh Phêrô chạy ra đến sau nhưng mà ông vào thẳng trong mộ. Ông ấy thấy khăn liệm các thứ để ở đó và môn đồ kia mới vào sau và trong tin mừng của Thánh Gioan nói và ông đã thấy và ông đã tin. Ông có tin cái điều gì? Tức là ông tin điều mà Thiên Chúa đã hứa ở trong Kinh Thánh. Như vậy cái mức độ khác nữa là để cho chúng ta biết được đâu là cái bằng chứng của việc Đức Giêsu Kitô đã phục sinh là đã được diễn tả ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Kinh Thánh Cựu Ước đã trình bày như vậy. Và sau đó chúng ta sẽ thấy Như cái hai môn đồ đi về làng đi về làng Emmaus mà ngày hôm trước chúng ta đã, đã đã nghe ở trong thánh lễ đó thì hai ông đã được Chúa Giêsu làm sao? Giải thích Kinh Thánh cho, tức là những về Ngài đã dựa vào ông môi Sen tức là sách Ngũ Ngũ Kinh và Thánh Vịnh cũng như các ngôn sứ để giải thích là Ngài phải trải qua tất cả những đau khổ đó rồi mới được phục sinh thì ngài đã mở lòng cho các ông hiểu kinh thánh như vậy đó, cái mức độ khác hay là cái bằng chứng để chúng ta tin là Đức giê Kitô thực sự đã sống lại bởi vì ngài là đấng thiên sai, Thiên Chúa đã hứa và theo kinh thánh thì ngài phải trải qua tất cả những điều đó và ngài sẽ được phục sinh và ngài phục sinh là ba ngày sau. Dạ, vâng. À, kính thưa quý vị, uh, những cái bằng lý chứng uh, mà đức tin của chúng ta nói về Chúa chúng ta phục sinh như là từ lúc nãy đến giờ chúng tôi đang cố uh, trình bày cho quý vị những cái lý chứng đó nó diễn ra nó được gọi là ẩn chứa trong các sách tin mừng được viết bởi những người môn đệ hoặc là những gọi là những đồ đệ của những môn đệ đức giê kitô và họ được viết là bởi ngay sau khi mà đức giê kitô sống lại và cái lý do nữa là các môn đệ họ đã minh chứng bằng giá máu của người của của họ về cái yếu tố phục sinh này. Họ sẵn sàng chịu chết, dẫu rằng là những cái gông cùm, dẫu rằng những cái đe dọa này kia nó đe dọa họ nhưng mà họ sẵn sàng chịu chết. Và cái lời chứng là bằng chính mạng sống của họ nó đã mang lại cái hoa trái về đức tin cho những người tín hữu sau này và điều đó chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu về lịch sử của giáo hội uh, công giáo chúng ta cũng thấy là toàn là những cái cảnh bắt bớ roi đòn và những cái điều đó bắt bớ và đòn roi và thậm chí là giết chết đó không có đủ sức lấn át hoặc là che đậy hay là xóa nhòa đi cái đức tin và những người tin vào đức giêsu kitô tin vào sự sống của ngài sự sống sau khi chết của ngài bày tỏ. do đó kính thưa quý vị uh, chúng ta còn nhìn thấy nhiều cái yếu tố nữa nhưng trong cái ngày hôm nay uh, chúng tôi cũng xin mời quý vị là xuyên qua cái biến cố sự chết và sự sống đó và nhất là chúng ta sắp sửa cử hành đại lễ kính lòng thương xót Chúa vào chủ nhật tới này chúng tôi cũng mời gọi quý vị để chúng ta hãy nhìn và suy niệm những cái yếu tố đó trong cái bối cảnh phục vụ chúng ta sắp cử hành. Yeah. Yeah, quả thực là như thế. Yeah. Cha Ferrus đã trình yeah. bày hay là đã hướng cho yeah. chúng ta hết sức là chính xác là cái biến cố hay là cái cái bằng chứng nào để chúng ta chắc biết chắc chắn là Đức Giêsu Kitô đã phục sinh. Thì chúng ta nhìn vào đời sống của các tông đồ trước khi Chúa Giêsu yeah. chịu chết hay là trước khi Chúa Giêsu phục sinh họ là những người nhát sợ, ngu muội ừ. à, và hoảng loạn như thế nào. Ừ. Sau khi phục sinh, họ là những người hoàn toàn khác ừ. và đã thay đổi hoàn toàn không những thế ừ. mà họ dám à, chết vì cái điều mà họ ừ. tin. Đương ừ. nhiên những cái công việc mà họ đã làm ừ. và cho các tông đồ à, cho các môn đồ thời à, và giáo hội thời sơ khai thì chúng ta không có phủ nhận được rất là nhiều điều lạ lùng, nhưng mà chúng ta biết được đời sống của họ đã thay đổi. Đó là một cái cái bằng chứng cụ thể. Ừ. Và trong tin mừng của thánh Gioan, như chúng ta đã vừa mới nghe thì ông Gioan ông vào ông đã thấy và ông đã tin sau đó tin mừng của thánh Gioan kết thúc bằng một cái câu như thế này thật vậy trước đó hai ông tức lòng Phêrô và ông Gioan chưa hiểu rằng theo kinh thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết À, đó là cái câu kết thúc ở cái trình thuật đó Nên chúng ta thấy cái bằng chứng khá là vững chắc khác đó là kinh thánh cựu ước đã nói về con người của đức Kitô phải như thế và đương nhiên cái bằng chứng hùng hồn nhất đối với xã hội của chúng ta và đối với chúng ta bây giờ đó là đời sống của các tông đồ sau các tông đồ là các vị tử đạo Tại sao mà những người đó dám hy sinh mạng sống? Bởi vì cái mạng sống là cái gì hết sức quý giá mà dám chết vì cái điều mà mình tin, mà mình thì không có thể tưởng tượng được. Uhm. Nếu cái người đó thực sự đã không có sống lại, đó là cái điều mà thánh Phaolô đã nói trong thư của ngài gửi tới Thành Corinto. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nghĩ như thế này, Khánh. Có nhiều người người ta nói ở đạo của mình là chỉ là những cái gì tưởng tượng, con người tưởng tượng uhm. rồi vẽ ra thôi. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ nội một cái. Ấy, cái vị mà chúng ta tôn thờ ừ. cái người sáng có thể nói là sáng lập lên đạo của mình đó mà khi mà mình nói cho người khác thì mình nói cái ông chết trần chuồng ừ. nhục nhã trên thập giá ai có tin được không ừ. bây giờ mình đi mà mình làm cái kiểu như là à, quảng cáo ừ. quảng cáo mà mình nói tới người ừ. uh, chúa mà mình tôn thờ mà ông bị chết ừ. nhục nhã thì ai ai theo nếu mà không có thực sự là đời sống của mình mình cảm nghiệm được cái sự đó thực sự đó không có ai tin nên những ông tổ phụ của các tôn giáo hay là những cái nhóm lãnh đạo lớn thường thường người ta phải trình bày cái ông tổ của họ có một cái khía cạnh gì đó hết sức là đặc biệt hay là anh hùng những cái cử chỉ anh hùng để người ta theo còn đằng này mình lại nói về Đức Giêsu Kitô đấng chịu đóng chết. đinh như vậy. Nếu thực sự Ngài đã không có sống lại và nếu thực sự các tông đồ đã không cảm nghiệm được điều đó, nếu thực sự các thánh tử đạo đã không có chắc xác tín được cái điều đó thì không có bao giờ ai dám hy sinh mạng sống mình cho một người đã chết ở trên thập giá như thế. Vâng và yếu tố hy sinh mạng sống mình đó nó là một cái yếu tố mà trong cái ngày Chủ nhật tới đây khi mà quý vị chúng ta cùng mừng kính lễ lòng Chúa thương xót ở trong cái chúa nhật thứ hai phục sinh chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của nó quả thực chúng ta tôn thờ không phải là một vị anh hùng theo kiểu trần gian theo nghĩa là cầm quân đánh gọi là ba quân đuổi này kia thống lãnh nhưng chúng ta tôn thờ một cái vị thiên chúa mà dám chết vì chúng ta và cái dám chết đó nó bày tỏ cái lòng thương xót của thiên chúa dành cho nhân loại và cái điều đó chúng ta lại sẽ được minh chứng ở trong cái việc sống lại của Chúa chúng ta. Ngài chết nhưng mà không đi vào trong quên lãng, ngài chết để rồi ngài phục sinh và ngài phục sinh rồi ngài sẽ dẫn chúng ta đi với ngài. Bởi vì nói theo cách nói của Thánh Phaolô, nếu Đức Giêsu Kitô không sống lại, niềm tin của chúng tôi sẽ trở nên vô ích. Và quả thực rằng là vì Đức Giêsu Kitô sống lại, chúng ta mới nhìn thấy cái đích điểm của đời sống của mình chúng ta sẽ nhìn thấy cái viễn cảnh mà ở nơi nó thân xác của chúng ta sẽ sống lại với người. Ở cái đề mục này chúng tôi sẽ dành để trình bày quý vị ở trong một cái chương trình khác. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái cứu cánh của chúng ta, nhìn thấy cái tương lai của mình và nhìn thấy cái niềm hy vọng của chúng ta đặt để ở nơi Thiên Chúa. Yeah, cảm ơn Cha Phêrô. Như khi nãy anh em cha, chúng mình đã nói về thư thứ nhất của ừ. Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín nước thành Corinto chương 15. Có lẽ đây là cũng cái nơi đặc biệt chúng ta nhìn lại một chút xíu. Ừ. Như câu uh, thứ ba, à, ngài nói như thế này. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời kinh thánh Đây, ngài, ngài không phải nói cái điều này một lần đó, ngài sẽ nói câu thứ tư ngài cũng nói tiếp rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời kinh thánh ngài có cái xác tín mạnh mẽ như thế rồi ngài đã hiện ra với ông kê pha rồi với nhóm 12 sau đó đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt trong số ấy phần đông hiện nay còn sống nhưng một số đã an nghỉ tiếp đến người hiện ra với ông Gia -cô Bê rồi với tất cả các tông đồ. Và sau hết, câu số 8, người cũng đã hiện ra với tôi tức là ừ. thánh Phaolô là kẻ chẳng khác nào ừ. một đứa trẻ sinh Thế non. Ừ. Rồi sau đó ngài nói nếu mà không Đức ừ. Giêsu Kitô đã không phục sinh, không trỗi ừ. dậy thì lời rao giảng của chúng ừ. tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em Chào cũng trống ừ. rỗng. Rồi sau đó ngài tiếp, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng, đáng thương hay là đáng, đáng tội hiệu. nghiệp, đáng thương hại hơn hết ừ. mọi người trên thế gian này. Ừ. <laughs> chúng ta đó, đó là những cái nhìn ừ. hay là cái lý luận của Thánh Phaolô ừ. rất là mạnh và ừ. rất là chặt chẽ. Và từ đó xuyên qua như là một cái 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 điều mà chúng ta có thể học hỏi về cái mầu nhiệm phục sinh. Sau khi chúng ta đã tin thật mầu nhiệm phục sinh là cái mầu nhiệm mà đã xảy ra thật, thì như chúng tôi đã thưa với cả quý vị đó cái màu chính màu nhiệm đó sẽ mang lại đức tin cho chúng ta, đức tin về cuộc sống mai hậu và cái đức tin đó cũng quy tụ tất cả chúng ta lại với nhau và hình thành nên giáo hội của Chúa. Những người con trong giáo hội của Chúa ai nấy đều tin thẳng, họ được cứu độ, họ được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi bằng cái giá máu của Đức Giêsu Kitô. Nhưng cái giá máu đó không dừng lại ở trong chính cái chết của ngài không dừng lại ở trong ngày thứ sáu nhưng được vươn tới ngày thứ nhất trong tuần ngày chúa phục sinh và chính cái ngày chúa phục sinh đã mang lại cái niềm vui mừng cho mọi người Kitô hữu và chúng tôi ước mong rằng là quý vị khi chúng ta theo dõi chương trình này nhất là chúng ta đang sống trong cái bầu khí của mùa phục sinh chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta những cái món quà và cái món quà lớn lao nhất mà quý vị phải tạ ơn đó chính là cái món quà đức tin, món quà được cứu độ, món quà mà đã quy tụ anh chị em chúng ta vào trong giáo hội của Chúa để rồi xuyên qua đó chúng ta mới thay đổi cái đời sống của mình để rồi mỗi ngày mình hãy sống trong một cái con người mới trong một cái tư thế mới và phục sinh như Chúa chúng ta phục sinh. qua yeah, vậy đúng là như thế. thì Chúng ta thấy đã được các tông đồ để lại trong cái kho tàng này đó là cái kho tàng đức tin các thánh tử đạo đã đổ máu Và đã hy sinh vì cái niềm tin này và chúng ta được thừa hưởng. Rồi Chủ nhật này chúng ta sẽ thấy đây là cái niềm tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta à, biết à, Chủ nhật này là Chủ nhật lòng Chúa thương xót và trong câu chuyện hay là trong tin mừng được sử dụng đó là tin mừng của Thánh Gioan chương 20 chúng ta biết rồi nó có hai lần Chúa Giêsu hiện ra và cái lần thứ hai là cái lần quan trọng hơn tức là 8 ngày sau. Ngày thứ nhất trong tuần Chúa hiện ra với các tông đồ rồi ngài chúc bình an rồi ngài thổi hơi Chúa thánh thần rồi ngài xa họ đi. Nhưng mà trong đó cái lần đó không có mặt của Thomas và lần thứ hai thì có mặt của Thomas. sau khi Thomas đã nói nếu mà tôi không thọc tay vào lỗ đinh nếu mà tôi không đặt tay vào cạnh sườn thì tôi không có tin thì Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với ông Thomas, còn hãy đưa tay vào đây sau đó thì ông đã tuyên xưng đây là cái niềm tin hay là cái lời tuyên xưng của Tôma à, cuối cùng hết ông thưa Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con. Sao mà một cái lời tuyên xưng nhưng mà nó đơn giản vậy. Thấy Chúa Giêsu phục sinh đó à, vẫn còn những cái vết thương đó mà lại tuyên xưng như thế này. Nhưng mà đây là cái lời tuyên xưng hết sức là mạnh mẽ. À, chúng ta tiếng Việt của chúng ta thì Lạy Chúa rồi Lạy Thiên Chúa của con giống như là nó giống nhau. Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp nó không phải như vậy. Là Thánh Tô Ma chỉ nói vắn tắt như thế này thôi. họ Quirios Mu, cài họ Theos Mu. Quirios tức là Chúa, ừ. mà là Đức Chúa. Chúng ta biết tiếng Do Thái à, có cái tên gọi của, có tên của Thiên Chúa. Có hai hai chữ ừ. Elohim là Thiên Chúa tạo ừ. thành lên trời đất vũ trụ. Mà tiếng Hy Lạp gọi là Theos. Còn uh, Yahweh tức là Thiên Chúa ừ. mặc khải tên riêng của Ngài cho ông Moses thì được dịch ra là kyrios theo ừ. tiếng hy uh, yeah. lạp và khi tiếng anh của chúng uh, các bản dịch tiếng anh dịch ra thì kyrios họ lịch dịch dịch là the lord ừ. còn theo họ, họ dịch là god ừ. và nhóm phụng vụ các dịch kinh cũng hết sức là cẩn thận khi mà họ dịch tiếng kyrios uh, thì họ dịch là đức chúa ừ. Ừ. còn tiếng theo hay là God thì họ dùng là dịch là Thiên Chúa. Nếu ở nơi đây lẽ ra ông Thomas ông ông tuyên xưng phải dịch như thế này là Lạy Đức Chúa của con và là Thiên Chúa của con. Đây là cái lời tuyên xưng ông thấy Đức Giêsu Kitô nơi đây, nhưng ông tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa của dân Do Thái và của riêng ông, ấy, đồng thời cũng là Thiên Chúa của toàn thể vũ trụ. Nên chúng ta thấy đây là cái lời tuyên xưng hết sức ừ. là mạnh mẽ nói về thiên tính của Đức ừ. Giêsu Kitô và Ngài là sau khi đã phục sinh thì Ngài trở thành Chúa của người Do Thái, Yahweh và là Helo ừ. và là Elohim của ừ. toàn thể vũ trụ. Kính thưa quý vị, quý vị đã đồng hành với anh em chúng tôi hết hơn nửa tiếng vừa qua trong cái việc mà chúng ta cùng xác định cái việc sống lại của Đức Giêsu Kitô là một cái sự thực đã diễn ra trong lịch sử, kể cả những cái Josephus là một sử gia ngoài công giáo cũng như là những người môn đệ Đức Giêsu Kitô đã minh chứng. Họ minh chứng không phải là chỉ trong những cái lời nói hay là trong những cái thủ bản họ viết ra nhưng họ minh chứng bằng cái giá máu của họ và cái lời chứng của họ vẫn còn hùng hồn cho đến ngày nay và được tiếp nối bởi những cái lời chứng những người con cái của Đức Giêsu Kitô những người tin vào cái chết và phục sinh của người và chúng tôi cũng ước mong rằng là quý vị cũng hãy tiếp nối viết tiếp cái trang sử hào hùng đó bằng đời sống của mình hãy làm chứng cho Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và phục sinh cho quý vị trong cái lối sống trong cái đời sống hàng ngày của mình để kết thúc chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cùng hiệp ý với chúng tôi trong kinh lạy nữ vương thiên đàng kinh chỉ được đọc trong mùa phục sinh mà thôi Lạy nữ vương thiên đàng hãy vui mừng, mừng hallelujah, hallelujah vì đấng mẹ đã đang cư mong trong lòng hallelujah người đã sống lại thật như lời đã Phan hứa hallelujah xin cầu cùng chúa cho chúng con hallelujah lạy nữ đồng trinh Maria hãy hiu hoan khoai hạt khoai lạc hallelujah vì chúa đã sống lại thật hallelujah lạy chúa là đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng qua bối bởi đức chúa giê Chúa Kitô là Con Chúa cũng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là thánh mẫu người, nguyện cầu cho chúng con được hương phung vui vẻ sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với anh em chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái và chào tạm biệt quý vị. Xin kính chào quý vị.